Này, và tự tánh là quan hệ thế nào ạ? Là quan hệ giữa mê và ngủ. Khi mê rồi, tự tánh mê rồi, liền gọi là thần thức. Giác ngộ rồi thì thần thức chính là tự tánh. Là quan hệ giữa mê và ngủ. Vậy nó cùng với bản tánh khi người còn sống có quan hệ giống nhau không? Đúng vậy. Chính là mê ngộ. Không có quan hệ với hình tướng, không có quan hệ với sanh tử. Đúng vậy. Trong lần khủng hoảng tiền tệ này, trên thế giới có rất nhiều người vô cùng bi thảm. Còn có một số người tự sát. Sau khi tự sát, tình trạng của người này, nghe nói trên kinh Phật nó là bi thảm nhất. Có đúng không ạ? Đúng vậy. Phật trên kinh nói cho chúng ta, bất luận dùng cách thức gì để tự sát thì thần thức của họ không có cách nào đi đầu thai. Thời gian trung ấm rất dài. Trong thời gian trung ấm cứ 7 ngày một lần họ phải tự sát lại. Nên điều này rất đau khổ. Nếu là nhảy lầu thì mỗi 7 ngày lại nhảy một lần à? Đúng vậy. Người treo cổ thì 7 ngày lại phải treo cổ lại một lần. Nên họ không hiểu được chân tướng sự thật. Hiểu được chân tướng sự thật nhất định không thể tự sát. Tự sát không thể giải quyết vấn đề mà chỉ gây phiền phức cho chính mình. Nên ngạn ngữ có câu, có đạo lý, tự sát phải tìm quỷ chết thay. Nếu họ không có người thế mạng thì họ không đầu thai được rồi. Ngày ngày ở đó chờ kẻ thế mạng, chờ có rồi thì họ mới có thể đi đầu thai. Đây là thật, không phải là truyền thuyết mê tín. Đúng vậy. Bạn xem tình trạng đường ở chỗ này, hay xảy ra tai nạn xe cộ, thường xuyên ở đó có tai nạn, có quỷ đợi ở chỗ đó là chờ kẻ thế mạng. Xưa nay chúng ta có một truyền thống gọi là thần chung truy viễn, dân đức quy hậu. Cũng là nói đối với người đã mất trước đây phải giữ tâm hiếu và tâm cung kính, thường xuyên tưởng niệm. Như vậy lòng người sẽ rất nhân hậu. Dùng trí huệ của Nho Thích Đạo để xem, đặc biệt dùng trí huệ của nhà Phật, thì chúng ta làm thế nào để tưởng niệm những đồng bào gặp nạn trong tai họa này? Trong Phật Pháp, chúng ta cần thường xuyên tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho họ, cầu phúc cho họ, hy vọng có thể giảm bớt đau khổ của họ, giúp họ nâng cao hơn. Nếu họ có thiện căn, ví dụ như trước đây từng học Phật, giờ tiếp xúc lại với Phật Pháp sẽ rất dễ dàng, rất dễ giác ngộ, rất dễ quay đầu. Người chưa tiếp xúc với Phật Pháp, nghe danh hiệu Phật, nghe đến âm thanh của kinh Phật thì trồng được chủng tử trong A Lại Gia Thức của họ. Đây là việc tốt. Dần dần chủng tử tích lũy nhiều lên, ấn tượng sâu sắc rồi thì họ dần dần sẽ học tập. Việc học tập này giúp đỡ cho họ rất nhiều. Trong lục đạo đều có Phật Bồ Tát. Chúng ta tưởng niệm như vậy đối với người mất, những đồng bào gặp nạn cũng là nói thông tin của làn sóng tâm. Họ có thể cảm nhận được. Đúng vậy, có thể cảm nhận được. Hơn nữa, họ nhất định có tâm cảm ơn đối với bạn, vì bạn đang giúp họ. Nghe nói sau khi chúng sanh qua đời, thần thức thông minh gấp 9 lần so với trước đó. Điều này chưa chắc. Thông minh hơn rất nhiều, không nhất định như vậy. Điều này hoàn toàn xem thiện căn phước đức nhân duyên của bản thân họ. Mỗi người không giống nhau. Thí dụ người nhà ở một nơi rất xa, qua đời ở nước ngoài, vậy thì người trong nước làm thế nào cũng dùng phương pháp này à? Đúng vậy, vì ở không gian của họ không có khoảng cách. Khoảng cách thời gian và không gian không có. Người sau khi qua đời thì thân thức, đúng vậy, không sai, đã đột phá không gian 3 chiều. Vậy thì người sau khi qua đời rồi, nếu một khi họ hiểu ra thì họ sẽ bắt đầu học Phật, đúng không ạ? Đúng, nhất định phải hiểu mới được. Nhưng rất không dễ dàng hiểu ra. Bạn phải biết phân biệt chấp trước của quỷ thần nghiêm trọng hơn chúng ta. Họ được chính mình nhìn thấy thân thể của họ hư hoại, thần thức của họ xuất ra, họ vẫn muốn đi tìm một thân thể khác. Lại tìm cha mẹ để đầu thai. Họ vẫn đi tìm cái thân thể.
Sự việc này bạn xem tiến sĩ Quayle ở nước Mỹ. Ông viết ra 4 quyển sách, hoàn toàn từ trong thôi miên, để cho một người nói ra đời quá khứ của anh ta, một đời, hai đời, ba đời, thì bạn sẽ hiểu ra việc. Nên sự phân biệt chấp trước này rất nghiêm trọng. Trong gia đình chúng ta làm rất nhiều việc thiện, làm rất nhiều việc tốt, có lợi ích rất lớn đối với người đã mất. Đúng vậy, tăng thêm phước báo cho họ. Thí dụ chúng ta làm được việc tốt, họ có phước báo. Khởi nguồn nguyên nhân việc này là vì họ. Đúng vậy, bạn vì họ mới làm, họ được nhờ. Nếu như không có họ thì bạn sẽ không làm. Trên kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, Bà La Môn Nữ chẳng phải là độ mẹ cô hay sao? Nếu mẹ cô không đọa địa ngục, tạo ác đọa địa ngục, thì cô sẽ không tu hành, sẽ không niệm Phật. Nghiêm túc như vậy. Vì cô muốn cứu mẹ cô bị đọa địa ngục, cô muốn cứu mẹ nên ra sức thật làm. Khi thật làm thì một ngày một đêm cô đã có thể đạt được niệm Phật tam muội rồi. Công phu này thật không đơn giản. Đạt được niệm Phật tam muội thì mức độ thấp nhất là địa vị A-la-hán. Vậy thì mẹ cô được lợi ích lớn rồi. Nên cô có cái năng lực này. Địa ngục hiện tiền, cô đi vào trong địa ngục. Bạn thấy quỷ dương nhìn thấy cô liền gọi là Bồ Tát, hỏi cô có việc gì mà đến nơi này. Nơi này chỉ có hai loại người có thể đến, một là Bồ Tát, hai là người chịu tội. Ngoài hai loại người này thì đều không thấy địa ngục. Nên cô liền hỏi về mẹ cô. Quỷ dương hỏi mẹ cô là ai, cô trả lời là Duyệt Đế Lợi. Quỷ dương nói mẹ cô đã sanh lên trời 3 ngày trước đây rồi, nghe nói con gái hiếu thuận của bà niệm Giác Hoa Định Tự tại Dương Như Lai nên bà sanh thiên rồi. Nếu cô không vì việc này thì bản thân cô sẽ không dùng câu như vậy. Có sức mạnh lớn như vậy, đúng vậy. Nên thành tựu của chính bạn lớn thế nào thì người mất được lợi ích lớn như thế đó. Không phải vì bản thân bỏ ra bao nhiêu tiền cúng cho nhà chùa, không liên quan đến việc đó. Việc đó không có tác dụng gì. Bạn xem còn có cô Quan Mục, cô cũng cầu phước cho mẹ, nhưng công lực của cô kém hơn rất nhiều so với Bà La Môn Nữ. Nên mẹ cô cũng thoát khỏi địa ngục, lại đến đầu thai tại nhân gian, biến thành đứa bé trong nhà cô. Như vậy xem ra một gia đình có một hoặc hai người học Phật làm việc thiện là đại phước báo rồi, đúng chị. Đối với cha mẹ thực sự là đại phước báo, đối với cả gia đình đều có phước báo. Chúng ta nói rộng hơn, một dân tộc hoặc một quốc gia, người làm việc thiện, từ thiện hoặc là người học Phật càng nhiều, vậy thì quốc gia này quốc thái dân an, tổ tiên của dân tộc này càng được tốt mà. Đúng vậy, không sai. Hơn nữa hiện tiền đích thực là quốc thái dân an, thật sự là tiêu tai miễn nạn. Phật pháp ở nước ta là hưng dược nhất trong thời gian rất dài. Nếu dân số nước ta nhiều như vậy, số người làm việc thiện, người học Phật tăng thêm thì ảnh hưởng đối với thế giới rất lớn. Đúng vậy, vô cùng lớn. Đối mặt với nhiều tai họa như vậy, nhiều người chết như vậy, mọi người ngày càng có một thế hội hơn. Cứu nạn là cứu khi người vẫn đang còn sống, đâu cần đợi đến thân trung ấm, sau khi qua đời rồi mới niệm Phật cho họ, mới siêu độ cho họ. Những vị trưởng bối khi còn sống, thí dụ như cha mẹ, ông bà, thì nên khuyên họ niệm Phật. Lúc này là lúc nên cứu họ. Không sai. Đây mới gọi là con cháu thực sự hiếu thuận. Hơn nữa bản thân học Phật thì nhất định hiếu thuận cha mẹ. Nếu như không thể thực hiện đệ tử quy ở trong gia đình thì việc học Phật không phải là thật. Phật là hiếu thuận nhất. Bạn xem Phật dạy bảo chúng ta tịnh nghiệp tam phước, đó là 3 điều phải tuân thủ chung của Phật giáo. Câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nếu như không hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc thì không giảng sanh được rồi. Nghe đến bản tánh cơ bản của con người đều không làm được, tư cách làm người đều không có thì không thể nào làm Phật, đúng vậy.
Hết thầy tôn giáo, hầu như hết thầy tôn giáo đều nói là núi có thần núi, nước có thần nước, cây có thần cây. Những vị thần này suốt cuộc là thế nào ạ? Đó là linh hồn của con người. Họ không động thái mà gá vào cây cỏ, lấy đó làm nhà của họ. Họ trú ở đó, thời gian lâu rồi liền biến thành thần cây. Họ ở trên cây này nên biến thành thần cây, ở trên núi thì biến thành thần núi. Vì sao họ trở thành như vậy ạ? Con người thích sông núi, họ có hứng thú, có sở thích này thì họ sẽ đến con đường đó. Đều là cảm ứng mà. Điều này có thể hiểu được. Như vậy trong lục đạo thì thuộc về ngạ quỷ, thuộc về đường quỷ thần, có thời gian rất dài. Bạn xem chúng tôi trước đây nghe nói thần núi của Bắc Triều Tiên có hơn 300 vị thần núi muốn đến nước ta tìm một vị pháp sư để lãnh đạo họ niệm Phật. Ở nước ta gặp được một pháp sư. Pháp sư hỏi họ: các ông làm thần núi bao nhiêu năm rồi? Họ nói: 3.000 năm rồi. 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn tại thế, vì sao ông không tìm ngài? Họ nói khi đó họ không tin tưởng. Bây giờ họ tin rồi. Họ ở đường quỷ thần hơn 3.000 năm rồi. Đúng vậy. Bạn liền hiểu được họ chấp trước nhiều như thế nào. Họ thích nơi đó, họ không rời đi. Nếu như Sơn Hà Đại Địa, thảo mộc cây cối là nhà của họ, vậy thì chúng ta hiện nay ngày ngày đang hủy hoại nhà của họ rồi. Điều này tạo ra oán hận, họ báo thù, nên lỡ núi lỡ đất là do họ gây ra. Còn nữa, nếu những quỷ thần này sau khi đồng loạt xuất hiện sẽ làm nhiễu loạn từ trường của chúng ta, tư tưởng của con người sẽ mơ mơ hồ hồ. Đây là quỷ thần gây nhiễu loạn từ trường của chúng ta. Họ làm như vậy là báo oán, khiến cho bạn hồ đồ, khiến bạn làm việc sai. Làm việc hồ đồ, làm việc ngốc hết à? Đúng vậy. Nên họ có ảnh hưởng. Vì vậy chúng ta hàng ngày tụng kinh hồi hướng cho họ, để hy vọng họ bình an, không gây nhiễu loạn xã hội. Chúng còn chú ý đến một số khu vực xung quanh nơi xảy ra tai họa động đất, phân bố dày đặc hơn 400 hồ chứa nước lớn nhỏ và đập chắn nước. Khi sửa chữa một chỗ thì phải phá núi, phá đá, phá hủy lượng lớn núi đá rừng cây. Còn có cả một quyền chìm xuống nước, đó thực sự là nhà của quỷ thần. Oán kết này làm thế nào hóa giải với họ? Rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Oán hận của họ rất sâu. Nếu là nhà mấy trăm năm của họ, đúng, tôi từng gặp họ đến kêu oan. Nên tôi khuyên bảo họ quy y cho họ. Họ vẫn tốt, đều có thể tiếp nhận. Tôi nói việc phá núi, xây những đập nước này là việc của số ít người. Bạn không thể ở đó với một chút oán hận này mà muốn phá hủy đập nước đó, tạo thành lũ lụt thì biết bao nhiêu sinh mạng, tài sản mà phải chịu cái tai họa này. Họ là oan uổng. Đối với bạn không có lợi ích. Chúng tôi khuyên bảo họ như vậy, họ cũng có thể hiểu được. Tôi nói tuyệt đối không được làm việc này. Tôi nói nếu tương lai có thể có cơ duyên, tôi sẽ xây cho các bạn miếu Long Dương. Miếu Long Dương trước đây là thờ thần sông. Thần sông của Trường Giang, thần sông của Quảng Hà đều là Long Dương. Hiện nay khi đập nước xây lên nên miếu của họ bị nhấn chìm mất, nên họ oán hận. Trước đây miếu Long Dương dân gian đều là một sự cung kính đối với chúng sanh ở chiều không gian khác à? Đúng vậy, không sai. Họ quả thật nương tựa vào đó, nên người thông thường đi lễ bái ở miếu thần còn có linh nghiệm. Đó là họ đời quá khứ học Phật. Khi học Phật chưa buông xuống danh văn lợi dưỡng nên họ đi về đó. Trên thực tế ở phương diện Phật pháp phân tích như vậy thì chúng sanh ở các chiều không gian sống khác nhau, không thần bí,
Đúng vậy, chính là giống như vi khuẩn trong không khí. Nên có một số người sợ ma, vi khuẩn thì không ai sợ, chẳng qua họ là chúng sanh mà chúng ta không nhìn thấy được thôi. Đúng vậy, ngạn ngữ có câu: người sợ quỷ ba phần, người có ba phần sợ quỷ, quỷ có bảy phần sợ người. Bạn sợ họ làm gì? Bạn không sợ họ, họ sẽ sợ bạn liền chạy đi. Bạn sợ họ, họ sẽ nghĩ người này nhát gan hơn mình nên bắt nạt trêu chọc bạn. Con người không nên có cái tâm sợ hãi họ, nhưng phải nên có tâm kính nể tự nhiên. Đúng vậy. Tiết mục của chúng ta sắp kết thúc, còn có một câu hỏi cuối cùng. Chương trình hài hòa cứu vãn nguy cơ khiến rất nhiều người vô cùng cảm ơn đối với Ngài, cảm ơn đối với Phật Pháp. Không dám, không dám. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc, người tài trợ cho chương trình này không thể xem tiết mục sau này, bao gồm tiết mục hôm nay. Trước đây con cũng quen biết cô, tang lễ của cô do con chủ trì. Bây giờ con rất muốn thay những người có nghi vấn đối với Phật Pháp nêu ra một câu hỏi như sau. Đó là: cô học Phật 10 năm hơn nữa, tâm địa thiện lương, so với người thông thường cô quyên góp rất nhiều tiền, còn có xây chùa in pháp bảo, vì sao cô mới 42 tuổi lại có quả báo như vậy ạ? Do lòng tin của cô ấy chưa đủ, tôi vẫn giúp đỡ cô ấy. Nếu cô có lòng tin như những người ở Sơn Tây Tiểu Diễn thì cô sẽ không sao. Lòng tin, học Phật 10 năm mà lòng tin chưa đủ à? Đúng vậy, bạn xem khi đó mọi người chúng tôi đều niệm Phật giúp đỡ cô, nhưng cô không niệm Phật. Cô hàng ngày chỉ nghĩ bệnh thầy của tôi có thể khỏi không. Như thế vấn đề liền nghiêm trọng rồi, khiến cho chúng tôi giúp không được. Nếu cô tính tâm kiên định thì bệnh của cô nhất định sẽ khỏi. Ý niệm có thể chuyển biến, ý niệm của cô thường xuyên nghĩ là bệnh này của tôi sẽ không khỏi, khiến cho việc khuyên cô thế nào cũng không thay đổi được. Khi khuyên thì cô gật đầu, nhưng khi chúng tôi rời khỏi phòng bệnh thì ý niệm đó của cô lại khởi lên, lại hỏi người khác: tôi còn có thể khỏi bệnh không? Xuất gia rồi cũng không ổn, đúng vậy, cũng không chuyển đổi lại được, đúng vậy. Nên ý niệm rất quan trọng, vẫn là nền tảng Phật Pháp của cô không xong. Nghe kinh quá ít. Chính miệng cô từng nói với chúng con lời thế này: khi gọi điện thoại cho Ngài, Ngài từng khuyên bảo cô phải buông xuống tham sân si mạng. Nói như vậy thì cô vẫn còn được cứu. Trần Hiểu Hút nói với chúng con là cô khóc òa lên, nói là nếu tôi không đi kiếm tiền thì tôi sống như thế nào. Tiền này không cần phải đi kiếm, bạn thật sự có thể chiếu theo Phật Pháp. Phật Pháp nói tiền từ đâu bạn có? Có từ bố thí. Bạn làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhiều người thì tiền tài của bạn không ngừng chảy vào, không phải do kiếm được. Nếu kiếm được thì Phật cũng đều đi kiếm rồi. Liệu có thể nói người vừa kiếm tiền vừa học Phật vẫn là người bán tín bán nghi? Đúng vậy, không cần thiết. Bạn phải kiên định tín tâm của bạn. Học Phật như vậy hình như ý nghĩa không lớn. Không phải ý nghĩa không lớn mà là không đạt đến được sức mạnh, không đạt được sức mạnh nào. Đúng vậy, chính là tín tâm, niềm tin. Đúng vậy, không sai. Niềm tin của cô ấy chưa đạt đến. Nếu nói sâu hơn là có túc nghiệp, nghiệp lực của đời quá khứ. Trong đời này ngành nghề của cô không phải là thuần thiện, đó là giới cấm uống rượu của nhà Phật. Còn cô là đi tuyên truyền khuyên người uống rượu. Điều này bạn xem trong giới kinh liền biết được cái ngũ trọng giới. Đúng vậy, bạn xem điều này là liền hiểu ra. Ngoài ra những bộ phim cô diễn cũng có vấn đề. Vậy Ngài nói có vấn đề gì? Đó là thuộc về sắc dục. Nhưng khi biểu diễn, khán giả khi xem sẽ khởi niệm dâm dục. Xem thấy hình tượng này rất nhiều người sẽ khởi niệm dâm. Đúng vậy, không sai. Nó sẽ kích phát điều này. Đây đều không phải là việc tốt. Nên sự việc này trong lịch sử, bạn quan sát tỉ mỉ, phàm là làm những việc về sắc dục thì hầu như đều không có kết cục tốt. Vì vậy bạn đọc Liễu Phạm Tứ Huấn, bạn liền biết được ngay.
Bạn xem chuyện Du Tình Ý gặp Táo Quân, trong đó nói rất rõ ràng. Tiên sinh Du Tình Ý được Táo Quân đặc biệt chỉ điểm cho ông. Tuy ông chưa có hành động dâm, nhưng ông có niệm dâm. Ông có ý niệm của ông chưa dứt. Tuy không có cái duyên đó, trên hình thức thì không có, nhưng ý niệm của ông thì có. Chính là nhìn thấy những hình ảnh hoặc nhìn thấy những người này rồi khởi lên những ý niệm dâm, đều là tạo nghiệp ác, đúng vậy không sai. Những tiết mục hoặc phim truyện, phim truyền hình như vậy sau khi lưu thông, vậy thì tạo tội nghiệp quá lớn rồi. Đúng vậy, người thông thường không hiểu được. Mọi người cảm thấy đó là tình yêu. Đúng là tình yêu. Tình yêu không phải là việc tốt. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tình độ. Cầu ái bất trọng bất sanh ta bà chính là tâm ái tình nam nữ à. Đó là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chính là ái dục giữa nam và nữ. Bạn sẽ không ra được lục đạo luân hồi. Chỉ còn biểu diễn những tiết mục này là tăng trưởng thêm tâm lục đạo của người khác. Đúng vậy, chính là tăng trưởng tâm luân hồi của bạn, chướng ngại bạn thoát luân hồi. Hiện nay chúng ta thấy nhiều doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm hoặc kinh doanh, đúng vậy không sai, nên thế giới này mới hỗn loạn như vậy, tai nạn nhiều như vậy. Bạn cần hiểu được nguyên nhân ở đâu. Bạn xem truyền thông tuyên truyền toàn là bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng, hàng ngày tuyên truyền những thứ này. Vậy xem ra những y phục của nhà Phật cũng là một công cụ dạy học, là dạy học, dạy người khi vừa thấy sanh tâm giác ngộ, tâm thanh tịnh. Đúng vậy, ăn uống đi ở đều là thanh tâm quả dục. Vậy thì những người dẫn chương trình như chúng con mặc những bộ âu phục này khiến cho người nhìn thấy sanh tâm tham ái. Doanh nghiệp làm những thương hiệu này, người làm những tiết mục biểu diễn này đều là có ác nghiệp. Đúng vậy, đều đang tạo ác nghiệp. Nên xã hội này làm sao có thể tốt được. Bạn nói vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào. Vì đối với những điều này chúng con đều phải sám hối. Đúng, nên cầu sám hối. Chúng con trước đây từng có một nguyện vọng, rất hy vọng cô Trần Hiểu Hút có thể không quảng cáo bán rượu. Thí dụ như cô học Phật, cô y chiếu theo giáo huấn của Phật Đà, cô y chiếu theo dạy bảo của Phật Pháp, cô có thể ở trước đại chúng sám hối, chính là nói tôi sai rồi. Phật khuyên mọi người không nên uống rượu, tôi lại khuyên mọi người uống rượu nên tôi sai rồi. Tôi xin được sám hối với hết thảy người trong toàn thiên hạ, người bán rượu và người uống rượu. Các bạn nên nghe Phật Pháp, vì đó là quy luật tự nhiên. Các bạn sẽ không có tai nạn nữa. Nếu cô làm sám hối như vậy, vậy thì công đức của cô sẽ không thể kể xiết. Cô làm được việc tốt rất lớn trong đời rồi. Vì mọi người đều tin lời của cô nói, cô là người nổi tiếng mà. Đúng vậy, tai nạn kia sẽ được hóa giải thôi. Việc quay đầu này không thể nghĩ bạn. Bạn có thể khiến cho bao nhiêu người trong thiên hạ có thể giác ngộ, có thể quay đầu. Công đức này rất lớn. Chúng tôi ban đầu muốn giúp đỡ cô cũng chính là muốn giúp đỡ cô điểm này. Hy vọng cô sám hối, hy vọng cô quay đầu, hy vọng cô giảng kinh thuyết pháp. Nhưng cô không nghĩ đến điều này. Cô ngày ngày nghĩ đến bệnh của mình, ngày ngày vào phòng lo sợ căn bệnh này có thể khỏi không. Niệm bệnh thì bệnh liền nặng. Nếu cô niệm Phật, niệm kinh, không cần để ý đến bệnh nữa, thì căn bệnh đó sẽ tự khỏi thôi. Đó là ý niệm. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, phải chuyển đổi ý niệm của bạn lại. Ý niệm của cô ấy không chuyển lại được, chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vì Phật Pháp, vì người biết tri ân báo ân, những tiết mục này đều do cô ấy tài trợ. Hài hòa cứu vãn nguy cơ đều là cô tài trợ. Cô có thể dùng công đức này để nâng cao hơn. Sức ảnh hưởng của cô càng lớn, hiệu quả càng lớn thì phước phận của cô càng cao. Đây không phải là công đức, là phước đức. Phước đức này, nếu nhân gian không có phước báo lớn như vậy thì cô sẽ sanh thiên. Phước báo của cõi trời lớn hơn cõi người. Cô ấy có thể ở cõi trời hoàn toàn vì những điều này. Đúng vậy không sai. Đến cõi trời lại từ từ mà tu tiếp để lên cao hơn. Phật Pháp dạy người tri ân báo ân. Chúng con biết rất nhiều người
nhận được lợi ích từ pháp bảo, lợi ích từ những giáo dục này. Họ rất muốn cảm ơn Trần Hiểu Húc, rất muốn báo đáp cho cô ấy. Báo đáp chính là bạn có thể y giáo phụng hành. Những báo đáp khác đều là giả. Nhận sự ảnh hưởng của những chương trình này mà thực hiện càng tốt. Đúng vậy, khi bạn vừa quay đầu thì cô ấy cũng được hưởng một phần công đức này. Đây là sự tưởng niệm tốt nhất dành cho người mất. Đúng vậy, không ở hình thức khác. Hình thức khác đều là giả. Thật sự là hoàn toàn có thể sanh đến đường tốt, sanh về nơi đó. Đúng vậy, không sai. Nếu bình thường một người, họ rất chấp trước, rất tham ái đối với tình dục nam nữ, họ là người học Phật, cũng niệm Phật, khi làm chung có vấn đề gì không mà? Điều này sẽ chướng ngại họ giảng sanh. Họ niệm Phật không thể giảng sanh. Vấn đề lớn như vậy à? Đúng vậy. Vì khi giảng sanh, cần tâm thanh tịnh để giảng sanh. Bạn có một tạp niệm trong đó thì không được rồi. Vì sao vậy? Nơi đó là tịnh độ mà. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm bạn không thanh tịnh thì bạn không tương ưng với nơi đó rồi, sẽ không phát sinh cảm ứng. Đúng vậy, là đạo lý này. Người khi lâm chung, chúng con nói rất nhiều người trong những tình huống thông thường đều là khi tương đối già thì qua đời. Khi người rất già thì chuyện tình dục nam nữ, tâm dục vọng này có còn nặng không mà? Con người rất nặng. Bình thường mà nói thì tương đối nhạt một chút. Nhưng họ đối với sự chấp trước này, tuy rằng thân thể họ đã yếu nhưng vẫn còn ý niệm, vậy thì vẫn là không được. Có suy nghĩ này thì không được. Đúng vậy, trong Phật Pháp gọi điều này là ý dâm. Họ không phải thân dâm mà là ý dâm. Tội đó rất nặng. Nếu không thể giảng sanh thì vẫn ở trong lục đạo. Đúng vậy, không ra khỏi dục giới. Họ chưa đoạn dục thì không ra khỏi dục giới. Làm việc tốt nhiều đi nữa chừng là trời dục giới, phước báo lớn. Đây là trời dục giới, vẫn là phàm phu à? Đúng vậy. Chúng ta biết trong Phật Pháp, giáo dục của Phật chính là đoạn ngũ tân. Ngũ tân là nói năm loại rau. Chúng hình như có liên quan đến chuyện nam nữ phải không ạ? Có liên quan. Ngũ tân, bạn xem chữ tân có bộ thảo phía trên. Ngũ tân là hành tỏi củ kiệu, chúng ta thường gọi là kiệu hẹ và hành tây. Trên kinh Phật gọi hành tây là hưng cực. Trước đây nước ta không có, hiện nay nhập khẩu từ nước ngoài vào. Tính chất của nó tương đồng. Phật trên kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ăn sống những thứ này sẽ kích thích nội tạng, dễ nổi nóng, chính là dễ tức giận. Ăn chín thì sản sinh ra chất kích thích, dễ dẫn khởi ham muốn sắc dục. Cho nên Phật phải cấm những thứ này. Đạo lý là chỗ này. Đây cũng là vấn đề sinh dục, sức khỏe có 3.000 năm trước. Đúng vậy. Nhưng Phật có khai duyên, nếu là dùng làm thuốc thì không sao. Dùng làm thuốc thì có thể phối với thuốc để chữa bệnh. Khi chữa bệnh có khai duyên. Nên Phật chế định những quy định trong đi lại ăn ở đều rất có đạo lý. Nói đến sự hỗn loạn trong quan hệ nam nữ, tà dâm thì trong Phật Pháp có câu nói quả báo của họ là vào vợ và con gái, chính là quả báo tại chính gia đình của mình. Đúng vậy, không sai. Có người sẽ hỏi là việc ác họ tạo thì vì sao người trong gia đình lại chịu quả báo này? Trong gia đình bạn cũng có một loại người như thế bước vào gia đình bạn. Nếu không cùng một loại thì họ không vào gia đình bạn được. Chiêu cảm đến, đúng vậy, chính là thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác. Người thông thường chúng ta hiện nay không hiểu cho là gì gọi là di truyền. Đây không phải là di truyền, là cảm ứng. Nếu người này họ tạo ác nghiệp tà dâm thì vợ con gái họ sẽ chịu ác báo,
vợ và con gái họ cũng từ tà dâm mà đến, cũng là đầu thai đến thôi. Là vật hợp theo loài, trong gia đình có người vợ người con như vậy thì phiền phức lớn rồi.